Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Thị Đầm, 45 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, để điều tra xử lý về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tại tòa án, bà Đầm đã có nhiều lời lẽ xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của thẩm phán gây mất an ninh trật tự tại tòa. Thưa quý vị. Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 1, Bà Đầm đi cùng mẹ nuôi là Nguyễn Thị Loan đến tòa án nhân dân huyện Châu Thành để giải quyết vụ án tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Vụ án có bà Loan là bị đơn. Bà Loan và bà Đầm nói chuyện với thẩm phán được vài câu thì bà Đầm có lời lẽ lớn tiếng nên thẩm phán mời họ ra về. Bà Đầm không ra về mà la lối, chửi lớn tiếng bằng nhiều lời lẽ thô tục, đồng thời dùng tay chỉ vào mặt thẩm phán, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của thẩm phán, gây mất an ninh trật tự tại tòa. Dù được cán bộ bảo vệ đến nhắc nhở nhưng bà đầm không chấp hành mà vẫn tiếp tục chửi, kéo dài khoảng 4 phút. Bà đầm còn tự dùng điện thoại di động để quay lại sự việc. Khi rời khỏi phòng làm việc của thẩm phán, trên đường đi từ phòng đến cổng tòa án, bà đầm còn tiếp tục chửi lớn tiếng.